chào tất cả quý vị và các bạn đã quay lại với Nghĩa Audio nha. Hôm nay thì em test bộ dàn này để gửi cho một ông em ở trên Lào Cai anh em nhé. Thì hôm nay thì trong cái bộ dàn này của em ý thì có một con đẩy, đây là combo em nhé, chơi combo của PS Audio. Đấy, PS Audio là anh em có thể thấy ở đây. Đấy, là một những cái thương hiệu nổi tiếng ở trên thị trường hiện nay. Đấy, ví dụ như là con đẩy PS P4008 này được bán rất là nhiều anh em nhé. Đối với con PS 4008 này thì nó chạy 64 sò, công suất lên đến 900W một kênh. Ở đây thì em mới sử dụng ở đây là một cặp loa full 30 của Pulin Sound thôi, một thương hiệu nổi tiếng đến từ Germany của Đức anh em nhé. Và toàn bộ ba cái thiết bị trên kia đều là hàng của PS Audio hết, nó đồng bộ combo hết anh em nhé. Từ micro này, vang số PS X10, một cục đẩy PS P4008, đầy đủ hết anh em nhé. Cho nó đồng bộ với nhau, nó có một cái sự đồng bộ ấy, thì nó kể cả về căn chỉnh các thứ nó đều là chuẩn nhất của nó luôn anh em nhé. Với con đẩy này là con đẩy 4 kênh đấy, cho nên là em ghép vào đây cho anh em chơi. Ví dụ ở nhà thì ông em ở trên Lạng Sơn này thì đã có một cái ở Lào Cai cho anh em. Ở Lào Cai, xin lỗi anh em nhé, tại em ở Lào Cai. Em có tên gì em nhận được cái đâu đây xem nào. Đây. Đây là của em Đào Văn Hậu nhá. Đào Văn Hậu ở Móng Cái Quảng Ninh. Xin lỗi anh em, Móng Cái Quảng Ninh à. Đúng rồi. Bộ kia Lào Cai. Ok. Đấy. Bộ này thì nó có trị giá là gần 30 triệu anh em nhá, gần 30 triệu, 29 triệu mấy trăm. Thì em đã cọc trước mấy triệu rồi, còn 21 triệu là thu hộ là Sam sẽ gửi xe. Đấy. Vì ở nhà thì em muốn là sau này mình có thể nâng cấp lên thêm súp hơi nha anh em nhé. Đây, ví dụ đây là hai kênh của đẩy này. Đấy, thì đánh hai loa. Đấy, còn hai kênh này chưa sử dụng đến anh em nhé, chưa sử dụng đến này. Ví dụ hai kênh này sau anh em có thể ghép vào đây là thêm một đôi loa nữa này, một đôi loa, hoặc là anh em thì chơi súp hơi vào đây để mà đánh vô tư anh em nhé. Hoặc là thêm một đôi center là lời này, đôi surround lời này, đôi center này. Đấy, để chơi được hết anh em nhé, nó rất là tiện. Còn cái con đẩy này nó vẫn còn nguyên cái ni lông nhá, hàng mới còn nguyên ni lông này. Về nếu em không thích cái này thì bóc ra, bóc ni lông này ra. Đấy, không vấn đề gì cả nhá. Đấy. Về cái con vang thì con vang này là con vang số X10, nó có hai group mic riêng biệt anh em nhá. AB này, group mic riêng biệt AB này. Đấy, thiết kế cực kỳ là đẹp luôn. Nó chạy cái phần mềm riêng biệt của nó, có dòng PS X10, nó chỉnh rất là chi tiết mà sâu. Đấy, cho anh em rất là nhiều những cái trải nghiệm khác nhau về phần effect để hát karaoke. Nhất là về phần echo rất là ngọt ngào, dễ hát cho anh em nào có thể karaoke. Kể cả người biết hát hoặc không biết hát đều hát được chiếc bộ này rất tốt anh em nhé. Còn về cái con mic PS, mic PS này anh em này. Đây là cái mã PS audio, con này là con VX900. Thì nó là cái mã cao cấp nhất của cái hãng PS này về cái dòng mic Coro không dây. Thì đối với con này thì cảm biến tự ngắt, gia tốc các thứ là đầy đủ hết cho anh em luôn. Một trong những cái dòng mic rất là hot ở trên thị trường hiện nay. Đấy. Tay màu nâu ghi xám anh em nhé. Tay màu ghi xám này. Đấy, chụp inox này. Đấy. Đầy đủ hết anh em nhé. Đây. Còn cặp loa Pulin Sound. Đấy, cặp loa này là cái dòng cao cấp phân khúc dành riêng cho những gia đình VIP, hoặc là anh em có thể chơi những bộ dàn đẳng cấp thì nên chơi những cái dòng loa như là Pulin Sound. Cái mã này là mã đặc biệt em nhé, mã đặc biệt dành cho phòng hát, chuyên cho anh em lắp phòng. Và em ghép vào đây là một đôi thôi, bình thường lắp phòng sẽ có 2 đôi, 3 đôi. Đấy. Bởi đặc trưng của nó, cái lời ca rất là sáng nét, mà nhất là cái giải ấm của nó rất là ấm anh em nhé, nó dày tiếng. Cho nên là anh em ghép vang số có thể cắt cọt, gọt rũa lên những cái tần số không mong muốn đi được rất là nhiều. Những cái loa mà nó nông ấy thì mình có thể khó để có thể chỉnh được. Đấy. Ok, sau đây thì em sẽ test chi tiết hơn về cái bộ dàn này để gửi cho em anh em nhé. Anh em sau này muốn chơi thêm súp thì có thể chơi thêm rất nhiều loại súp ở đây. Đấy. Ok.
rồi, từng đêm bên em ngóng trông chờ đợi ngày mai có em về không. Đời mãi cũng chẳng thấy bóng em đâu, trời mãi cũng chẳng thấy sáng em đâu. Dòng thư tay viết nhanh trên nắng cứ chờ người sang đâu. Chán lắm mà nó vội em quay đi, muộn phiền người đợi lại trên đôi mi. Giọt lệ sau một ngày em phú quyến quên đi tôi, em đã đi rồi, em bỏ theo trong hồi. Trời xanh kêu sao em không theo người ta, nhưng ngôi sao em không rồi bình yên trên cánh nước tiên. Chẳng còn nắng thơ, chỉ còn lá mơ. Xin
hướng dẫn cho anh em cái cách đấu nối một cái bộ giàn anh em nhé. Để anh em nhận hàng về thì sẽ để cục đẩy này, để ở dưới cùng này. Đấy, tiếp đến là con vang ở giữa này, và trên cùng là bộ micro không dây. Đây là mặt sau của cái chiếc loa Pulling Sound. Pulling Sound P212 anh em nhé. P212. Đấy, thì bây giờ thì anh em sẽ kết nối này. Đầu tiên thì anh em sẽ lấy cái dây để cắm ra loa trước nhá. Đấy, cái dây loa đây em. Cái dây loa là màu xanh xanh này anh em nhé, là sẽ có hai đầu. Một đầu mình cắm vào loa và một đầu mình cắm vào đài. Đấy. Em cắm vào loa đi. Đấy, cắm vào loa là em cắm thẳng vào và xoay nhá. Còn con đầy đằng sau đây thì nó sẽ có đây anh em nhìn này. Ao 1 này, ao 2 này. Đấy, chính là cắm vào đây thì sẽ chỉnh bằng cái nút số kênh số 1 và kênh số 2. Đấy, cắm vào đây hai cái rắc này. Đấy, cho anh em cái rắc này luôn. Còn kênh còn lại thì mình sẽ cắm vào chiếc loa còn lại ở đây nhá. Đây. Hai dây sẽ là hai loa. Ok. Còn tiếp theo anh em sẽ lấy cái dây Canon cắm để từ trên con vang số xuống nhá. Đây. Dây Canon này hai sợi nó sẽ có 4 đầu, hai đực và hai cái. Thì anh em sẽ lấy hai cái đầu này là đầu cái này để cắm vào trên vang nhá. Hai đầu này đầu đực sẽ cắm xuống đây. Ok. Trên vang thì anh em dưới sau nó rất là nhiều đường thì anh em sẽ cắm vào đường MR này. Đấy, cắm vào hai đường này nhá. Đường MR và ML này. Đấy, ok anh em. Anh em để ý là cắm chắc chắn vào nhá. Đấy, chặt tay chắc chắn vào. Đấy. Đấy, rồi xuống dưới đây thì anh em sẽ cắm vào phía bên dưới của hai cái rắc này ở đây. Đấy. Bên dưới này nó sẽ có hai cái rắc nó cái gì đây. Đây. Đấy, hai cái rắc này là đầu vào của kênh 1 và kênh 2. Input được đẩy nhá. Đấy, ok. Tiếp đến là anh em sẽ cắm kết nối micro xuống vang bằng một cái dây 6 ly. Dây hai đầu 6 ly. Đấy, cắm một lỗ vào mic và một lỗ vào cổng mic của vang ở mặt trước nhá. Đấy, cổng mic 1 của vang ở mặt trước. Đấy, ok. Bắt đầu anh em sẽ kết nối dây nguồn thôi. Đây. Đây là dây nguồn vang này. Đấy, cắm vào vang này. Đấy, cắm vào vang này. Rồi. Còn dây mic, đấy có một bộ này là dây nguồn của micro này. Đấy, nguồn micro nó chạy cái chân này nhá, chân nhỏ này. Em cắm vào dây nguồn của micro. Đấy. Đấy, còn dây tín hiệu từ trên TV xuống nhá. TV xuống thì em có thể dùng cái dây này. Và dây này là cái dây 1 ra 2, một đầu này em cắm vào điện thoại này. Em có thể sử dụng dây này để cắm điện thoại hoặc TV đều được nhá. Đấy, và cắm vào cái cổng đây, cổng in 1 này. Đấy. Cổng in 1 của vang nhé. Đây, in 1 của vang này. Đấy. Ok, vậy là anh em đã kết nối một bộ dàn này đã hoàn thành rồi anh em nhé. Ok, bây giờ sẽ test thử thôi nhé.